Hỡi các chiến binh Bechi, tiến công! Câu chuyện về cuộc đời chìm nổi của Zebek, vị tướng tài ba của vương quốc Bechi. Với sự tham gia của hai tài tử gạo cội là Lee Seo-jin và Cha In-pyo. Đây là trận cuối cùng, thưa bệ hạ. Chân dung tướng quân Zebek cũng như cuộc chiến khốc liệt trốn thâm cung thời Triều Tiên cổ được tái hiện sinh động và hấp dẫn. Bắn. Đón xem 52 tập của bộ phim Tướng quân Zebek vào lúc 11:55 hàng ngày bắt đầu từ ngày 9 tháng 7 năm 2014 trên kênh NTV.